Phụ nữ túng thiếu như thế nào cũng phải mua một chiếc vòng bạc đeo, xem xong mới hiểu chân lý, quả nhiên là như vậy. Tại sao lại nói phụ nữ dù có túng thiếu như thế nào cũng phải mua một chiếc vòng bạc để đeo? Không chỉ để làm đồ trang sức, kỳ thực khi người phụ nữ đeo chiếc vòng tay bạc có rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Về việc người phụ nữ nên đeo chiếc vòng tay bạc, bạn hiểu được bao nhiêu phần? Đừng lo lắng, hôm nay chúng tôi với tất cả mọi người sẽ cùng nhau khám phá khi người phụ nữ mang chiếc vòng tay bạc sẽ có những lợi ích gì. Trước hết, bạc có tính kháng sinh mạnh mẽ và hiệu quả khử trùng, nó giúp chống lại một số vi khuẩn, virus và nấm. Bạc có thể cân bằng các yếu tố khác trong cơ thể, do đó nó rất quan trọng đối với sức khỏe của người phụ nữ. Bạc có thể giúp thoát nhiệt một cách nhanh chóng, vì vậy người phụ nữ sẽ thấy chúng giúp phòng chống một số bệnh và giải hàn khí trong người khi thời tiết trở lạnh. Người phụ nữ đeo vòng tay bạc luôn lo lắng về màu bạc bị biến sắc sau khi đeo một thời gian. Đó là vì bạc phản ứng với độc tính giúp nó thay đổi màu sắc khi gặp một số chất độc hại. Nó sẽ biến thành màu đen hoặc màu sắc khác. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bạc để kiểm tra xem liệu có chất gây độc hại hay không. Mặc dù lợi ích sức khỏe của bạc tuy còn gây tranh cãi, nhưng nó thực sự có lợi ích rất lớn đối với sức khỏe của người phụ nữ. Nếu trên cổ tay chúng ta đeo vòng bạc, chắc chắn sẽ xuất hiện ma sát và đồng thời trực tiếp kích thích huyệt vị và kinh mạch, làm cho máu ở cổ tay lưu thông dễ dàng hơn. Vòng bạc làm cho máu lưu thông rất tốt, có thể làm mềm các tế bào da, khơi thông tuyến mồ hôi, kích thích trao đổi chất trên cơ thể. Trong bạc có chứa nhiều chất, khi đeo vòng sẽ có thể hấp thu được dịch thể của thân thể con người, do đó có thể cân bằng khí huyết âm dương, làm cho cơ thể người khỏe mạnh. Không thể phủ nhận, chiếc vòng bạc cũng giúp bạn giải trừ vận xấu, thu hút may mắn, tài lộc. Do đó, là phụ nữ thì nhất định phải mua cho mình một chiếc, đặc biệt khi bạn đã lập gia đình, để vận khí ngày càng thuận lợi.